chúng ta mới gặp nhau. Hồng Sâm dự kiến là hai ngày hôm trước là sẽ ra cái phần 25 và 26 và 27. Nhưng mà dự kiến thì cũng là dự kiến, tự nhiên có cái công việc đột xuất cho nên phải đi. Để hôm nay thì cũng cố gắng. Hồng Sâm hôm nay sẽ hướng dẫn cái phần mà Hồng Sâm cảm thấy thích khi mà mình đi lần đó. Chà, các bạn là môi không sạch à. Đó là cái vấn đề là 5 nguyên tắc vàng khi đi rừng. Nên chúng ta qua cái phần 26 đúng không? Thì đối với anh em chơi chim cu á, thì có rất nhiều người quan niệm mà khác nhau chứ không ai giống nhau hết. Có người thì thích mình đi rừng sẽ bắt thiệt nhiều bổi, có người thích đi rừng mà chủ yếu để khử ngoạn thôi, không cần bắt bổi. Rồi có người cũng bắt một vài con chim bổi hay và nuôi. Có người thì đi rừng lại là đánh độ chứ không đánh bình thường. Thì nói chung đó là tùy, nhưng mà riêng cái này là quan niệm của Hồng Sâm. Tại vì Hồng Sâm thì thường đi rừng đó là không chọn số lượng mà chỉ chọn chất lượng thôi. Cho nên chúng ta đi cái quan niệm của Hồng Sâm là phải chọn những cái con hay để mà nuôi. Còn những mà vô tình bắt những cái con mà nó không hay đi, thường thường khá một chút đó, thì thôi chúng ta phóng xong đi. Tại vì cái vấn đề chơi chim cu này nó cũng còn liên quan tới cái chữ nhân và quả nữa. Tự nhiên hai vợ chồng đang sống chung với nhau, chúng ta đi bắt một con chồng làm cảnh chia ly. Và chia ly như vậy thì đối với con vật và con người chắc nó cũng có cái gì tương đồng với nhau. Cho nên là chúng ta chơi mà đến một cái thời điểm rồi đó, chúng ta nên tuyển chọn. Đây là cái lời khuyên của Hồng Sâm thôi. Còn anh em nào thích bắt nhiều thì cứ bắt, chuyện ở thế gian mà nó cũng không có gì lớn đâu. Thì năm cái nguyên tắc vàng khi đi rừng thì trên cái nguyên tắc là thứ nhất là nghe. Nghe là đầu tiên, thứ hai là nhìn, thứ ba là chọn, thứ tư là dọn, thứ năm là đánh. Đây là năm cái nguyên tắc mà Hồng Sâm trong cái quá trình tác chiến rất là lâu dài thì đưa ra cái tiêu chí này, tức là nghe, nhìn, chọn, dọn, đánh. Thứ nhất, khi chúng ta đi rừng muốn bắt được con bổi hay thì chúng ta không nên bỏ. Khi mình sáng mình lên rừng thì bổi rừng bắt đầu nó bắn cánh thả giỏ gì đó, mình nghe nó gáy, tức là thứ nhất chúng ta phải nghe cái tiếng gáy của chim cu gáy. Khi nghe cái con nào nếu là bổi hay thì ở cái khu vực của nó nghe nó gù nhiều và đổ ra kèm nhiều thì cái con đó là mình nghe là lọt tai thì mình mới chọn cái con đó. Và cái chất giọng của con chim đó, chẳng hạn như con son, thì là cái chất giọng của nó là phải thật là, mình nói cái từ là căng lửa, mình nghe cái âm nó gắt. Con sấm thổ cũng âm gắt, con sấm đồng hoặc sơn đồng, tất cả đều có tiếng gắt, tức là tiếng thanh và dứt khoát thì con chim nó đang căng lửa. Còn cái con chim mà các bạn gái nghe cụ cô con chim nó đang rù bổ, nó tới đánh mà cũng không bắt được. Cho nên chúng ta nghe cái con nào ở cái khu vực nào đó nghe cụ cô, tức là cái tiếng căng như vậy mà nó đổ gù liên tục thì chắc chắn con chim đó là con chim mình nói cái từ khá hay. Thì chúng ta nghe cái con chim đó, nghe để xác định là con bổi này, con bổi kia, con bổi nọ, con bổi nào đang ăn lửa. Và nghe cái giọng nó có hợp với cái nhĩ của mình không, tức là mình có thích cái giọng đó thì mình sắp mòn tới chỗ đó mình đánh. Còn nghe nhiều con nó cũng bài bản, nhưng mà cái nhỏ thì rồi Hồng Sâm cứ chọn nè, chọn con mồi nhất tiếng, cái tiếng cái phải to rõ ngân vang và nghe nó sướng lỗ tai, chúng ta nên đem về nuôi. Còn cái gái trong họng nó đứng cách xa cỡ 10-15 mét, gái không nghe thì làm gì, đúng không?
Cho nên đầu tiên là chúng ta phải nghe để xác định cái con chim đó là con chim hay hay dở. Không? Nghe là để xác định nè. À, độ hay nè ha. Và căng lửa nè ha. Rồi, chúng ta nghe chỉ cần xác định cho Hồng xong cái điều này. Nghe để xác định cái độ hay của con chim bài bản. Mình nói cái từ hay này là nó ra cái từ bài bản. Gồm kèm đầy đủ thì chúng ta chọn con này. Còn chúng ta nghe những cái con thúc cái củ cu nghe trơn vậy thì con chim đó khi mà vào trong cũng có những con sẽ bài bản, nhưng chắc chắn nó sẽ thua cái con mà củ cu củ cu thì mình nghe như vậy thì nghe sướng lỗ tai. Nó chọn cái con nghe này, sau đó mình mới nhìn, tức là khi nghe cái con chim đó thì mới nhìn cái thế đất và thế cây ở đó, hoặc là cái thế đồi núi ở đó như thế nào. Thì chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ xác định là cái có khả năng, mình dự đoán thôi, có khả năng cái cây đó là cái cội của cái con đang gái cù đó. Và chúng ta nên đánh cái chỗ nào thì chúng ta nhìn cái rặng cây hoặc là cái thế cây ở cái khu vực đó mình sẽ chọn. Tức là mình nhìn cái điều đó để mình xác định được là cái con chim nó đang ở cái cội đâu. Này là mình chỉ đoán thôi, nhìn đó để mình tìm hiểu coi là cái rặng cây thế đó, là coi cái cội nó ở chỗ nào, sau đó chúng ta mới chọn. Chúng ta chọn ở đây là chọn những cái cội nó, thứ nhất là trong cái quá trình chọn đây nè thì nó có rất nhiều cái thế cây khác nhau, chẳng hạn như bây giờ chọn là cái cội ưu tiên, cội độc lập, chẳng hạn như giữa một cái cánh đồng cây thấp. Tự nhiên có một cái cây thiệt là cao, và trên cái cây cao đó, đặc biệt nó có mấy cái nhánh nó khô á, thì chắc chắn cái con bổi mà đầu đàn mà về lấy cái cội chắc chắn nó sẽ đậu ngay mấy cái nhánh khô đó, chứ mà nhánh không có lá. Thì chúng ta nếu mà chọn được cái cây nhất cội độc lập là số 1, bất cứ con bổi nào cũng về cái cội độc lập đó, chúng ta ưu tiên chọn cội độc lập. Chẳng hạn như mà Hồng Xanh nói đây là nguyên một cái khu vực đất đi, không tự nhiên ở đây có cây thì cao ở đây, còn trong khi đó mấy cây kia nó thấp dưới vậy đó. Thì chúng ta ưu tiên là phải chọn cây này, nhưng mà chọn cái cây này là cái nơi nào mà cái thế của cái cây nó không có lá, tức là nó sẽ chống ở cái khu vực đó, chúng ta sẽ ưu tiên là kích ngồi ngay cái chỗ đó. Thì Hồng Sông là hướng dẫn là chọn thứ nhất là cái cội độc lập, thứ hai nữa là cái cội như này, như nguyên một cái hàng cây đi, nguyên một cái hàng cây như thế này. Đó. Nguyên cái hàng cây như thế này. Thì trên nguyên một cái hàng cây như vậy thì chúng ta chọn cái đầu này hay cái đầu này, hay chọn ngay chính giữa. Thì Hồng Sông mới nói rằng là cái chọn, các bạn chọn muốn cái đầu nào cũng được, nhưng mà thường chim cu á, thường cái tập tính chim cu nó sẽ không xà vô cái cây rất là rộng đâu. Tại vì trong quá trình mà chim cu mà nó xà vô cái cây rộng á thì nó dễ, cái xác suất nó dễ bị chết, tức là bồ cắt nó đứng trong cái cây rộng lao ra là mà chim cu sẽ chết ngay, cho nên cái tập tính gì sinh tồn nó rất là khôn, nó không bao giờ nó lao vô cái cây rộng mà nó đậu, trừ mấy con sấm thổ, mấy con thổ mà mình nói là thổ lồng nó hay chui vô cái lồng mà rộng rộng thì cái dạng đó thì Hồng Sông nói sau. Nhưng mà đa phần thì đều ở thích ở cái cây mà trống trống chứ không bao giờ thích ở cái cây rộng. Thì chẳng hạn như trong cái hàng cây như thế này thì thường con bổi á nó bài á, thì nếu mà các bạn trên cái hàng cây này mà thấy có cái cây nào nó trống đi, có một cái nhánh này là nó khô đi, thì các bạn cứ ưu tiên đeo bò cái ngay cái chỗ nhánh khô đó, hoặc là ở chính giữa này, cái cây giữa này có khô thì các bạn là cứ ưu tiên, hoặc là cái cây bìa này là khô cũng được. À, thì là chúng ta đầu tiên là ưu tiên chọn những cái nhánh khô trên cái hàng cây. Nhưng mà nếu sau này thì những cái nhánh cây này nè, nếu mà cây toàn cây tươi không có cây khô thì sao? Nếu cây tươi không có cây khô thì các bạn nên chọn cây thứ hai, đừng nên chọn cây số 1. Tại vì cái cây số 1 này nè, thường bồ cắt á, bồ cắt nó thường nó bay và nó hay đậu chỗ này. Tức là khi đậu ở cái cây đầu bìa ngoài nó sẽ quan sát được cái khu vực bên nó, cho nên chim cu nếu nó về vô cái cây này là sẽ một cái xác suất nó chết sinh nhanh, cho nên chúng ta sẽ đánh ở cái cây số 2 này. Thì ở đây thì Hồng Sông chỉ nói là chúng ta chọn như vậy
ưu tiên là cội độc lập, thứ hai là cội những hàng cây mà nên chọn cái cây xứ gì và chọn những cái chỗ mà có vị trí khô khô thì chúng ta nên chọn những điều đó. Thì có nhiều anh em chọn, nếu chúng ta con mồi, ví dụ như con bổi nó đang đứng ở ngay cái cây này mà chúng ta đột kích vô ngay cái cây này thì con bổi nó bay mất tiêu rồi. Mà khi đánh hoài đó, thì có những con bổi nó chậm thì nó gọi là lộ bí mật. Cho nên cái yếu tố bí mật bất ngờ cực kỳ quan trọng. Chúng ta hồi xong có nói rằng đi bẫy chim cu thì chúng ta sử dụng cái trí thông minh. Nếu con bổi đang đứng ở ngay cái vị trí của cái cây này, đang đấu hoặc là đang thúc với gù với mái hay cái gì đây, thì chúng ta là bằng mọi giá chúng ta đi vòng qua bên cây đây, chúng ta đi thẳng qua đây kích cây chỗ này hoặc kích ngay cây này, tức là cái khoảng cách sao cho nó cỡ khoảng từ 15 đến 20 mét. Tức là mò mình chụp gù thì con này là đầu đàn mà chắc chắn bay, nó phải bay qua đây liền. Cho nên cái yếu tố mà bất ngờ dẫn đến thành công rất là cao. Hồng Sâm chỉ nói là chọn cho Hồng Sâm là hai cái dạng cội, thứ nhất là cội độc lập, thứ hai nữa là cội có cái nhánh cây khô, chúng ta ưu tiên chọn. Và cái yếu tố thứ hai là liên quan tới chọn là cội độc lập ha, cội độc lập này hoặc là cây khô ha. Và cái yếu tố là bí mật bất ngờ không, bí mật bất ngờ. Rồi cái yếu tố bí mật bất ngờ này thì nói chung là mình nên sử dụng trí thông minh là sẽ thắng thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ dọn kèo đánh. Khi chúng ta chọn được cái cây để tác chiến rồi thì chúng ta phải dọn cái kèo theo cái nguyên tắc son xa thổ gần. Tức là son thì chúng ta mà đánh cái kèo từ cái kèo mà xuống cái kèo thế tới cái chỗ cái kèo mà lại cùng cái lực chúng ta hơi xa một chút. Tại vì thường những con son nó không có lớp tới gần. Con son tính nóng cho nên tính nó đá là đá từ xa, đá khoảng cách từ 6 tấc đến 8 tấc đến 1 mét 2 trở lên nó sẽ đá từ xa đá dập vô. Cho nên cái vấn đề con son đó thì chúng ta là dọn cái kèo hơi xa một chút. Riêng những cái con thổ thì chúng ta là dọn cái kèo gần. Thì các bạn muốn phân định được son hay thổ đó, thì khi mà chúng ta treo cái con mồi lên cái cội cây đi thì chúng ta để ý thấy cái con nào mà bắn cánh bắn tập 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 bắn mà tiếp lên cao rồi xà xuống thì những cái con đó là chỉ có hai loại thôi, một là con son, hai là con sóng 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 động. Mà thường thì cái con son là nó bay cao vút, còn con sóng động thì thấp hơn chứ. Còn riêng những con thổ mà gọi là thổ đặc á, nó không có bay, nó không bắn cánh mà nó bay lờ đà lờ đà lờ đà, nó bay cái kiểu ngang 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 đáp vô thôi. Chứ còn con sóng con thổ thì nó ít có hiện tượng là bắn bắn bổng lên, trừ khi nó là nó pha lửa son với thổ vô, chẳng hạn như mình nói con son thổ thì nó cũng bắn cánh. Riêng con thổ mà độ thổ đặc thì đa phần là nó chỉ bay ngang 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 ngang, con sóng thổ cũng bay ngang ngang ngang. Thì chúng ta nghe như vậy tại vì trong cái quá trình Hồng Sâm nói là xác định thôi, chứ thực chất mà khi chúng ta nghe được cái giọng gáy chim cu rồi chúng ta phân được là son hoặc thổ hoặc đồng cái gì đó là chúng ta phân định được rồi. Thì khi chúng ta dọn thì cái nguyên tắc là cái con thổ thì chúng ta đánh cái lục cho nó sát, tức là cái đèo nhảy bên bên đây thì cái lục nó sát bên cách từng cỡ khoảng 4 tấc, 4 tấc thôi. Con thổ nó sẽ lướt dần 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 xuống, mà con thổ thì nó chậm, nó không nhanh, nó không có vội. Cho nên chúng ta chọn cái nguyên tắc là con thổ nó sẽ lướt từ 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 xuống, từ xuống thì sàn qua sàn lại phải cho cái kèo. Nhưng mà các bạn lưu ý cho Hồng Sâm á, thì thường cái kèo nhảy ví dụ như mình nói cái ví dụ như đây là cái nhánh cây đi, nhánh cây này là cái nhánh cây này, thì cái kèo của chúng ta mà quấn cái kèo của cái lục mình nói chẳng hạn cái lục lưới đi, ví dụ như này đi đó, ví dụ như này đi, thì cái lục này nè, cái kèo của cái lục này nè nó phải thấp hơn, nó thấp hơn so với cái nhánh cây này. Chứ nếu cái kèo này mà cao hơn cái nhánh cây này, con bổi không dễ gì đá. Thường các bạn thấy con bổi không, nó chuyền từ trên từ xuống 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 cùng tầng rồi nó đá vô, chứ nó không bao giờ mà từ dưới đất nó đá lên, cái trường hợp nó rất là ít.
Cho nên trong cái quá trình mà chúng ta chọn, cho nên là phải hiểu cái chỗ đó, tức là có nhiều anh em mà không biết cách chọn cái thế tức quá, tức là cái con cái kèo của con mồi cao hơn cái kèo của con bổ, cho nên con bổ nó chần chừ rất là khó đoán, rất là lâu thời gian và tốn rất nhiều sức lực của con mồi. Rồi có nhiều anh em chọn chẳng hạn như cái thân cây, ví dụ như vậy đi, cây chĩa nó vậy, chỉ có một nhánh ở đây, chúng ta treo cái lọc chúng ta ở đây, cái lọc ở đây thì nó có cái nhánh, chúng ta quay ra đây nó lá không, ở đây mà lá không, chúng ta không có xoay lên được, cuối cùng phải xoay cái mặt lọc vô đây, tức là cái kèo nhảy chúng ta nằm ở trong này nè, ở đây là cái lọc nè, thì treo cái kèo vô đây. Cái kèo này gọi là kèo ngõ cụt, thì cái kèo ngõ cụt là con bổi từ chỗ này nè, nó nhảy xuống chỗ này rất là tức. Mà khi tức như vậy mà quýnh cái con bổi này, mà bắt được con bổi thì cái con mồi này phải thật là hay, ví dụ kinh khủng luôn, mới bắt cái đánh kèo này là đánh kèo là giảm tổn sức lực của con mồi. Cho nên là cái chúng ta cái trường hợp này là hết thế đánh, trường hợp này hết thế đánh, cho nên chúng ta là phải sử dụng cái cách này. Nhưng mà cái cách này thì thơm quá, đụng con mồi này mà nó bền bỉ mà nó khá thì bắt được con bổi hay này, chứ còn nếu không thì con mồi này dục mễ mồi. Cho nên chúng ta hiểu những cái điều đó, chúng ta nên quấn những cái thế như thế nào để hợp lý hơn. Thì trong cái nguyên tắc dọn này thì chúng ta là theo cái nguyên tắc là son xa thổ gần ha. Rồi cái nguyên tắc son xa thổ gần thì theo cái nguyên tắc là chúng ta dọn kèo, và tùy theo cái cây là có nhiều nhánh hay ít nhánh thì chúng ta dọn như thế nào, thì cái này là nó thuộc về cái gọi là kinh nghiệm tác chiến kia rồi, và chúng ta đánh thôi. Khi dọn xong rồi chúng ta cứ máng mồi lên đánh là cái chuyện bình thường, còn bắt mồi được hay không á là do tài năng của con mồi không. Thì năm cái nguyên tắc này là Hồng Sông tổng hợp được trong một cái quá trình tác chiến hồi trước, cái thời gian trước Hồng Sông có nhiều thời gian rảnh thì đi rất là mê cái này. Hôm nào mà đi mà không có một vài con bổi treo lên đầu lòng là cảm giác trong lòng rất là buồn, rất là, nói chung là cái giai đoạn mà mình trưởng thành lên mình bắt bổi được thì mê. Tất cả ai chơi chim cu đều có cái chuyện mê. Nghe con chim cu hay ở trên rừng mà bắt không được, tối về sẽ ngủ không yên. Thậm chí có đêm nằm mơ cũng thấy con bổi trên rừng, và có những đêm nằm mơ là thấy mình bắt được con bổi cực hay luôn. Cho nên là chúng ta cứ đi tác chiến như vậy, thì đến một cái thời điểm mà chúng ta mà cái tuổi chúng ta chín chắn rồi thì chúng ta sẽ chọn lựa lại. Như tới cái thời điểm bây giờ thì Hồng Sâm cũng là đang chọn lựa đi rừng bắt, có sự lựa chọn. Nếu bổi hay thì chúng ta bắt về nuôi, còn nếu mà khá khá với thường thường thôi phóng săn hết đi, để cho nó ở với vợ nó, khỏi nó làm cái cảnh chia ly không. Thì đây là năm nguyên tắc mà khi Hồng Sâm đi rừng thì Hồng Sâm là chọn. Nếu các bạn lựa theo cái cách này, tức là nghe nhìn chọn dọn đánh, thì các bạn sẽ sở hữu được nhiều con bổi hay theo cái nguyên tắc này. Có nhiều anh em kêu tôi cái đi đánh đại, ok, đánh đại vẫn có gặp những con bổi hay, nhưng mà cái xác sức để chọn những cái con bổi hay nó sẽ không bằng đi theo năm cái nguyên tắc này. Thì ở đây thì mình giải thích ra nghe nó rườm rà, nhưng mà thực chất thì nó cũng chẳng là cái gì. Đối với anh em mà chơi chim cung mà thâm niên lâu năm á, thì nhìn sơ cái nặng cây đó là biết con bổi nó hơi về cái nhánh nào là nhánh nào, đó mới cỡ vậy. Ngay cả con bổi mà khi mà anh em quấn mồi đất phải biết nó về cái thế cây nào rồi nó sàn xuống đâu, đón được cái điều đó thì đó là thuộc dạng kinh nghiệm. Mà chúng ta cứ cần đi nhiều, bắt bổi nhiều thì bắt đầu cái kinh nghiệm nó sẽ có. Nhưng mà nếu muốn có được cái kinh nghiệm đó là chúng ta phải quan sát, phải quan sát và phải tìm hiểu và phải suy nghĩ về điều đó. Tôi nói là cái khó nó sẽ ló cái khôn. Cho nên trong cái quá trình mà chúng ta gặp một cái con bổi mà nó chậm quá, có nhiều anh em điện cho anh Hồng Sâm ơi, sao mà tôi đụng một cái con bổi tôi đánh đây 4 ngày tôi bắt không được, mà từ cái lúc tôi bắt không được và tôi ngủ không ngon và cảm giác rất là khó chịu. Chỉ cho bạn bè sắp mồi đi tác chiến cũng bị con bổi nó làm cho đứt hết. Thì Hồng Sâm mới bảo rằng là con bổi đó thì quýnh mồi cây hay là mồi mồi đất, kêu là mồi cây nó chung tàn luôn, nó sáp xuống luôn, mà nó gù là mồi đầu tiên là đấu cỡ khoảng một tiếng hồ,
Thì con mồi với con mồi là tay đôi, sau đó con mồi yếu dần tới một thời điểm nữa là cái con mồi nó lớn, là con mồi chỉ có lội không, rồi sau đó con mồi hết lội hết chả treo với con mồi dục rồi. Cho nên các bạn có nhiều anh em mới nói rằng là anh những con cua mồi này có bao gồm được hay không? Xin thưa với các bạn, đối với một con mồi ngoài rừng nó gồm á là mức độ nó là 10. Thì khi chúng ta mà bắt con mồi mà hay cái mức độ gù 10 đó, chúng ta về nuôi lên thành con mồi, nó chỉ gù được 7 thôi chứ không bao giờ tới 10. Có nhiều cái ồ tôi bắt con này hồi đó nó gù cả buổi sáng, nhưng mà thật chất khi lên thành mồi không bao giờ gù được như vậy. Thứ nhất do mình cho nó ăn uống nó thiếu dinh dưỡng, thứ hai nữa là cái vấn đề cái môi trường nuôi nhốt nó sẽ không bằng cái môi trường tự nhiên, thứ ba nữa là ở ngoài nó còn có cái vấn đề là nó bảo vệ cái lãnh thổ, nó bảo vệ vợ con nó, cho nên nó phải hay như thế. Còn khi sách về nhà rồi nó đâu bảo vệ ai đâu, nó chỉ làm đẹp cho ông chủ thôi, tức là làm vui lòng ông chủ để ông chủ cho nó ăn lúa ăn kê có lúa trứng hay gì đó, tức là ăn ngon chứ chỉ làm đẹp cho nó thôi, chứ còn tất cả cái nhu cầu của nó là đều không bằng ở ngoài rừng. Cho nên các bạn khi hiểu những cái điều này thì chúng ta nên chọn những cái con bổi hay để về nuôi, rồi sau này những con bổi hay đó là cái tương lai mà để chúng ta nuôi lên thành con mồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện chiêm nghiệm cho nó thành một cái con mồi. Chúng ta bắt được con bổi đầu tiên, bắt được con bổi thứ hai thì chúng ta sẽ hài lòng. Cho nên trong cái quá trình chơi chim tu, các bạn có khả năng bắt 100 con bổi hay ở ngoài rừng, nhưng mà về cái xác sức 100 con này chưa chắc đã thành mồi hết 100 con, nó còn có những cái khoảng trứng ở trong đó. Thì Hồng Sâm sẽ hướng dẫn cái phần trứng, cái ẩn tướng cái trứng của cái con chim cô gái ở cái phần 27. Thì trong cái quá trình mà đi rừng như thế này á, thì Hồng Sâm cũng có một cái số vấn đề để nói cho các bạn. Ngoài cái nguyên tắc là năm cái nguyên tắc đi rừng là nghe nhìn chọn dọn đánh, thì cái rủi ro ở Hồng Sâm nói cái rủi ro khi đi rừng không. Cái điều này thì có chứ không phải là không có rủi ro khi đi rừng. Chẳng hạn như Hồng Sâm có thấy ở trên Facebook đó, có một số anh em là chế ra cái đồ mà chúng ta làm cái gác treo lồng chim cu á, thì thấy anh em làm cái kiểu dài, chẳng hạn như cái băng ga đây, cái làm cái cây lên này chỉ là dài cái móc cái lồng chim lên, thì cái hiện tượng là mình thấy thì nói chung là đẹp là tiện lợi á, nhưng mà không tính tới cái khi gặp tai nạn. Tại chúng ta đi rừng nữa, Hồng Sâm nói đi rừng mà cái vụ té xe là cái chuyện bình thường, té xe lật hố hoặc là cầm chim cu té cả cặp chim cu rớt xuống lăn lăn luôn cái chuyện bình thường, cho nên đấy là cái những cái rủi ro. Nhưng mà trong cái quá trình rủi ro này mình làm sao cho nó hạn chế bớt. Cái hàng đi sang Campuchia hoặc là đi trên cái đường đất đỏ trời mưa, các bạn chạy xe cái đít muốn quay và cái đầu là cái đầu quay thành cái đít là chuyện bình thường, và té thì văng chim tùm lum hết chứ không phải bình thường. Đấy là những cái rủi ro. Nhưng mà cái rủi ro này chúng ta nên lường trước, chúng ta nắm được cái sự việc trước, chúng ta sẽ làm chủ được cái vấn đề này sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như nó đi rừng, các bạn có khi nào đi rừng gặp rắn không? Rồi có ai bị rắn cắn chưa? Chắc là cũng có. Nhưng mà cái trường hợp rắn cắn thì nó có, nhưng mà mình cái điều này mình cẩn thận. Chẳng hạn như chúng ta đi trên cái lối mòn, bất cứ một con vật nào nó cũng đều sợ con người hết. Chúng ta cầm cái sào, chúng ta cua ở trên cái đường đó, chúng ta đi gặp cái sự cố và có những con rắn, Hồng Sâm nói rằng có những con rắn nó cố thủ ngay cái chỗ đó chứ nó không đi, thì cái trường hợp nó đi tới rồi nó cắn, thì chúng ta nên sao chúng ta mang được cái đôi ủng cao, đôi giày cao cao thì nó sẽ hạn chế rồi. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp mà con rắn nó cố thủ ngay vị trí đó, là thường những con cố thủ là rắn độc không, còn tất cả những con rắn khác nó đều bỏ chạy hết. Đó là trường hợp này là mình đi vô tình thôi. Còn trường hợp thứ hai là đi ngang cái ổ con rắn, nhiều con rắn dữ, chẳng hạn như hổ mang hay là rắn, mình nói cái gì rắn ha, tự nhiên quên mất tiêu cái tên, là rắn hổ rừng đi, thì những con
con đó là rắn dữ nó sẽ dí chúng ta, cho nên trường hợp dí thì nếu mà chúng ta càng chạy thì con rắn nó càng dí theo. Khi chúng ta gặp sự cố về rắn, chúng ta phải thật sự bình tĩnh. Ở đây ông Sơn nói là bình tĩnh sẽ xử trí được tình huống đó. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh thì là chúng ta sẽ bị cắn ngay. Cho nên trong cái quá trình mà con rắn nó rượt mình thì mình càng chạy nó càng rượt, nhưng chúng ta không chạy chúng ta đi ra lui lại. Thì nếu có lao vô thì cái lọng cu hoặc cái lọc cu đó chúng ta đưa lên nhà nó tát cho nó cái là xong. Rồi dùng cái cây xào hoặc cái gì đó chúng ta hạ nó ngay. Cho nên là phải thực sự bình tĩnh khi gặp cái sự cố đó, ráng không. Còn cái chuyện là ong không, thứ hai là ong đốt đi, rồi thứ ba là mũi đi, mũi mà bắt nè, rồi thậm chí lội xuống nước còn đụng mấy con đĩa đó không. Thì ở đây thì mình nói là có rất nhiều cái sự cố trong quá trình đi rừng. Ong đốt thì chúng ta nên cẩn thận, tại trong quá trình mà đi thì có nhiều anh em đợt trước Hồng Sâm cũng lũi vô một cái cọng kia quýnh một con chim cu, sau khi mà lũi vô treo mồi lên rồi thì ra ngoài chỗ nấp mới phát hiện một cái tổ ong. Mình nói cái tổ ong mật quỷ. Ong mật quỷ thì ong đó còn cái tên thứ hai của nó là tên gì đây, thì cái con ong mật quỷ thì nó kêu là chích con người chỉ cần 3 mũi là vô bệnh viện rồi đó. Tự nhiên Hồng Sâm nó lũi vô quýnh, tức là mình quýnh cái nhánh bên kia thì cái tổ ong ở bên này của cái cây mình không để. Sau khi mà ra ngoài kia thì mới nhìn thấy cái tổ ong. Ong mật quỷ thì có nơi gọi là ong giò dẻ, đúng là nó luôn. Thì sau khi mà ra thấy cái tổ ong nó đóng một khúc vậy, tức là nó như cái bao nó ụp chứ trong cái thân cây nó quằn quện đó. Chỗ trắng, chỗ vàng, chỗ đen gì tùm lum, nó quằn quện từ trên xuống dưới, nó làm như là mình nói cái sát đường mà mình nhiễu xuống vậy. Tự nhiên thấy vậy cái bắt đầu là bây giờ sao lấy mồi trời. Cái chỗ này là rất là khó xử, cho nên chúng ta đi rừng nên hạn chế cái điều này. Chúng ta xem xét cái cây đó, nhìn cho kỹ, chúng ta hàng máng lên, chứ đừng để trường hợp là bị cái loại ong mật quỷ thì ong nó dữ nhất rồi. Còn mấy ong khác như ong ruồi này kia mà các ổ nó thì nó bay, do ong ruồi nó ở cái số lượng đông á, nó bay chúng ta sẽ nghe được tiếng của nó, chúng ta nên hạn chế. Ong ruồi thì những cái chỗ mà cho những cái con ong ruồi thì nó không giữ, mà con ong mật á, tức là nó sẽ cả bầy nó dí luôn, thì cái lúc đó là cũng hơi căng. Nếu trong quá trình bị ong dí thì chúng ta bằng mọi giá chạy sau cởi cái áo mình quăng ra, quăng ngược ra, thì trong cái áo của mình có mồ hôi thì quăng ngược ra thì con ong nó vồ vô trong cái mồ hôi đó hết. Còn cái trường hợp mà rắn cắn à, lỡ như chúng ta bị rắn cắn thì chúng ta ngồi xuống tại cái vị trí đó, vô tình nó bị cắn xong rồi chúng ta phải ngồi xuống ngay vị trí đó, thò tay phía sau rát rớn hay cây cỏ gì chúng ta bóc được cái lá cây nào hoặc là cái nhánh cây mà chúng ta đều nhai và nuốt cái nước, lấy cái xác đắp lên trên cái chỗ rắn cắn, cái vết thương rắn cắn đó và caro lại cái chỗ đó, thì chúng ta sẽ cầm cự được ra tới cái vị trí tìm cái người chịu rắn, tức là bạn bè chiến hữu. Thì nên đi bẫy chim cu thì chúng ta nên đi có chiến hữu sẽ tốt hơn đi một mình. Và cái trường hợp mũi cắn hay là vắt cắn hay đĩa là chuyện bình thường không. Thì xong hôm nay thì do cái thời lượng chắc là trình bày tới đây là cũng muốn hết rồi. Năm cái nguyên tắc vàng đi khi đi rừng thì chúc cho các bạn sẽ sở hữu được nhiều con mũi hay. Ok, xin chào.